Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hiếu Béo. Thì hôm nay là mình sẽ thực hiện cái lời hứa ngày trước mình đã nói với các bạn cách đây cũng chỉ vài hôm thôi, là mai mình sẽ cùng chơi cái chế độ zombie của Call of Duty Black Ops 3 cùng với một người đọc khá là đặc biệt mà mình đã nói là các bạn sẽ biết rồi. Hôm nay mình giới thiệu bạn, người bạn của mình là Kian Egan. Rồi Có lẽ bạn đã xem Khuôn Đã Anh Ngày ở bên ăn kẹo thúi. ok Thì hôm nay anh mới đi làm về, mình rủ anh ý qua chơi cái chế độ mới của cái Black Ops 3. Và rất may là ở hôm nay là có cái chế độ split screen, nghĩa là chia màn hình, là hai người chơi cùng một máy được. Đấy, hôm nay chúng mình sẽ chính thức cùng nhau chơi cái gọi là phiên bản zombie hai người chơi trên một máy. Bạn nhìn trên màn hình là chúng ta đang ở cái menu là của cái chế độ này, và góc bên phải là có cái hai người thì đều là Phương Phạm. Thì đây là cái tên của cái tài khoản của mình, rất tiếc là không thể đổi được cái tên thứ hai là Phương Phạm một, thì Huy là Phương Phạm một còn mình là Phương Phạm không có số đấy. đã phải đổi tên à, tên ông là Hiều Béo, tôi là Hips Vãi lần Béo thế ở dưới. thì mình không, cái này là hiện tại là zombie nó chỉ có một map, và mình cũng chưa có gì về thông tin gì về cập nhật của nhà phát hành về cái những cái map mới. Hiện tại chỉ có một map thôi và chúng mình cũng chưa động vào, và hy vọng là chúng mình sẽ chơi được lâu dài, bởi vì cái zombie này ở hầu như ở các phần nó là sinh tồn sống sót đấy, để survival xem mà qua được bao nhiêu qua được bao nhiêu màn. Hy vọng các bạn sẽ thích cái video này và nhớ like để ủng hộ cho mình cũng như là Huy và channel sắp tới, chưa biết có hay chưa nữa. Sắp sắp coming Hôm nay chúng mình sẽ chơi bằng tay cầm ông rơi soon. Đây. hai hai thanh niên hai tay cầm Cái này gọi đấy, là giả Xbox. giải cái này Xbox real, còn cái này là unreal. Rồi, Ok, bây giờ ông sẵn sàng nha, rồi, anh em vào game luôn rồi. nhé. Let's go. 8 7 6 5 4 Thanh niên vẫn ăn bình thản, zombie đứng này ăn mà không hiểu bá ông kia đứng zom được vây quanh mà zom không biết ngu mãi. bá đạo. Đây là cái map bản đồ tên là Shadows of Evil. Thì cái bọn mình chưa biết là chơi khó hay không nữa, mà hy vọng là sẽ chơi được lâu lâu một tí, sinh lý nó khỏe một tí, không thì chán lắm. Có Ông được nhìn chọn em này em ở giữa à, không? Cầm lục đôi cho. ông nhìn hai diễn viên hai bên có quen không, cái hai ông ở giữa ấy. Tôi thấy rất là quen, một ông đóng bên quỷ đỏ còn ông Cũng không này nhớ. nhìn quen đúng không. Shit. Đây rồi. Ồ, có vẻ hơi hơi giật, bởi vì là mình cũng được nghe cập nhật từ bên nhà phát hành là khi mà chơi chế độ split screen như thế này thì FPS sẽ tụt rất là nhiều. Hy vọng các bạn có thể vừa xem vừa thưởng thức được bình thường. Nhạc hay vãi. Ông đâu, ông đâu? Ở đây, tôi đây. Ở đây không? Ô, nhìn mặt tôi à? Nhìn tôi mà. Ông quay quay ra nhìn mặt tôi mà. Tôi đây mà. Đây đây. Tôi đây mà. Đâu 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 nhìn mặt tôi đâu đâu? đâu. Nhìn mặt tôi ngu quá. Trời. Giết. Ở đâu Bắn đây? bắn bắn. Vãi. Chạy chạy Chết. chạy. Đâu? Gì vậy? Chết. What Nhà đạn đâu nhỉ? Tất cả cút ra để anh thể để hiện. Huy thể hiện. Vãi, mặc Nó có lộ. cái gần như kiểu là auto aim nhau ạ. Đúng rồi. Cứ đấy. Mình là bên trái còn Huy là bên phải nhá. Đi qua người nó có nhặt được đạn đâu? Đạn đâu? Đạn á? Tôi cũng không nhớ. Đây ông đi thử theo hướng. Ôi thanh đạn ném Lựu lựu đạn. What the fuck? đạn. Xong thì nổ gì? Đây. They are Ô, coming. cái they are coming. Kinh vãi. Ôi nó kìa ông ơi. Chết, Ui, chết. giòn đẹp vãi không ạ? Quay ngang quay dọc xem có móc lốp Đây quay. để tôi xây lại cái À đây rồi. barrier. Thanh niên móc lốp à? Đâu đâu đâu. Móc lốp, móc lốp, móc lốp. Rồi, ui. Ui, đâu vãi. Ừ, hết đạn, hết đạn. Nhắm à? Nào, vào đây, vào đây. Ui, chết tôi hết mẹ đạn rồi. À, thanh niên Ở thế đây à? đây đây ông ơi. Để để Cận, để tôi cận đi chiến kiếm là gì nhỉ? cận chiến ở đây đây, đây cái đấy đây đấy, cái À, bên phải của ông ấy. đây. Thử đi, thử đi. Rồi. Thử thử đi. Có xong được. Không, bấm 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 hẳn vào ấy. À, ở đây. Đấy. Rồi, ra đây. Ây. Đấy đúng rồi, Ui té té ông ơi, không nên cận giời. chiến. Đi 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 kiếm đạn ông ơi. Đi. Chết rồi. À, tôi còn 3 viên. Cái này cái gì đây? Máu à? Kẹo cao su ông ạ. Ủa Ăn để vào làm. tăng máu à? Đâu dùng dùng là nút gì? Đây x x x để dùng.
Ôi đéo có đạn mà cứ cứ dùng mấy cái này để làm gì? Đạn đạn ở đâu? Đóng mã cửa. Ô, sao vi đâu? Ui ông ơi, đây ông ơi. Đấy, tôi còn. Úi giời, chết rồi. Vãi, zom phải xiên ba mát chết không ạ? Đây rồi, con. Đấy ông ơi, đi theo nhau ấy. Cái đạn rồi. Hay, tối mẹ đạn rồi. Mắc. À đây, có đạn rồi, có đạn rồi. Đúng rồi. Ui, thoải mái rồi, bắn. Mày quá. Ơ, đâu đây? Đâu. Ôi, cái gì cơ? Đằng sau thôi, đằng sau. Mày. KS. Đằng sau không mày, đằng sau. Thấy không? Ui đông thế. Ui sao biết máu rồi. Thật đầu chúng mình chơi này hơi loạn này. Đều. Ai. Ô. Mày đạn bắt, phải đạn sát. Mày có lựu đạn này, lựu đạn này. Tôi biết rồi. Láo. Có mặt à, chó. Ui lại hết. Đừng bỏ hết đạn nữa. Chết chưa? Đằng sau, sau thôi. Hay vui. Đằng sau không ấy. Chết. Ông chạy ra, gần hết máu chạy chết. Ra. Rồi. Mà khó vãi. Đâu rồi? Vừa đi đâu? Cái gì đây? Pháo này. Đâu? Pick up này. Pháo này. Nghe đây. Giữ. Rồi. Tôi nãy giờ tôi đã dùng được cái lựu đạn đó. Ủa, còn tiếng ở đâu ấy. Giờ đi đâu đây? Đây đây ông ơi. Ồ. Đây. Chết. Đây, giữ cái này ngắm cho chuẩn. Ừ. Thử nhặt cái này. Cái này cái gì mà mua súng ở đâu cao su. Nãy giờ không thấy mua súng. Ờ, mà không hiểu đạn nãy giờ từ đâu chui ra. Ờ. Cái đinh xanh là cái gì đây? Có lấy đâu. Ông lấy thử mà. Không lấy được. Đây, thử cái này mà. Đây, cửa đây mở. Một cửa mất tiền à? Ừ, mất tiền. Đây. Kiểu đi tiếp hay nào? À. Ôi giật. Lát. Lửa tím này. Ơ, activate trên chat này. Mất tiền đấy ông ơi, mất tiền này. Cái lửa cái gì ấy? Nó đây. Become the beast. À, có cái biến thành quái vật kìa ông. Tí dùng thử. Ô, cái này cái gì đấy? Ủa, vãi. What the fuck? Giết nó ông ơi, giết nó. Lên giết tôi, ông đừng giết tôi. Hóa. Cái gì đây? Hóa. Đây, để tôi lên dụng nó. Ô, giật cái gì đây? Mở tiếp ông. Ô, sao éo mở. Ô, đây, ra ông ra thử đây. Có một con này. Đâu? Đấy. Cái gì đấy? Tôi làm cái gì đấy? Tôi làm cái gì đấy? Ngon. Ô, hết rồi. Hết rồi. Đấy là lời nguyền. Vãi cả lời nguyền. Ô, đạn nhuốn tí quá. Ô, ở đâu ấy ông ấy? Đây. Ô, à. Ui, tôi ngã rồi. Đã cứu tôi cả. Cứu rồi, đây. Men. Đây. Đấy, để tôi bắn đỡ em. Ui, vãi. Ngã. Đập. Vãi. Bựa vãi. Có vẻ khó. Chúng ta sinh tồn được gọi là 4 round. Má yếu vãi. Vào nó cứu nhau đập phát chết luôn. Khó nhờ. Nên chơi lại không? Đúng rồi, thử lại. Để thử lại. Sẽ nó hơn. Ấy quá. Thế thì đây. Rừng rậm gì đây? Giống Alan Wake à? Alan Wake à? Ừ. Vãi. Rừng con ma sổ giống... ra. Kinh vãi, tôi thấy giống Slenderman. Đây là phim hay là cái gì? Giật. Oh shit, thế là xong. Ok, và hiện tại chúng mình mới hoàn thành xong cái lần đầu tiên. Bây giờ nên thách kiểu tạo ra một cái challenge bây giờ là... Ai giết nhiều hơn à? Không, ý là kiểu mình bây giờ phải cố gắng chơi được... Mang 10. Hả? Chơi được 10 lượt. 10 lượt à? 10 lượt đó. 10 lượt luôn á? À? 10 lượt thì hơi lâu. Hay là số 8 cho đẹp. Số 8 nghĩa là 6, chết 6, đi, 8. Chết đi sống lại chơi lại 8 lần nữa. Không, tức là chơi qua 8 round. 8 round. Cố gắng qua 8 round. Ok, được. Đấy các bạn nhìn kiểu zombie xung quanh mà đếch hiểu sao nó không phát hiện được cái ông này đốt lửa noi nhá. Bựa vãi. Ok, bây giờ chúng mình sẽ chơi tiếp. Ông ready chưa? Ok, rồi. Trên đây các bạn có thể thấy map hiện tại chỉ có một cái. Thành phố Mock Embrace the Curse to an đấy. Đấy hiểu. Nên chúng ta phải vào để giải cái bí mật cổ đại trong cái thành phố này. Và mình trả cái bí mật của mẹ toàn thấy là xác chết sống lại. Thế em nó cũng ghi ở mystery chán vãi.
Anh có quả dao ba ba tí chọc khoảng hai phát chết như như kiểu ba phát đột đột kích ở đột cầm kích bốc 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 cái cần vào đầu chết một em. Kiểu chúng mình chơi tay cầm hơi khó nên là không nhận ngắm khó, nghĩa đáng lẽ là chơi một người tay cầm một người bàn phím nhưng mà chơi thế thì nó sẽ không đồng bộ, thà cả hai ông chơi bàn phím thì nó gà như nhau thì đúng rồi đúng không, chứ kiểu mà một người chơi bàn phím kiểu như này một người chơi tay cầm thì chán lắm, bàn phím gánh tim chả ra gì thật đi. Rồi ok rồi lại nào men. Ông để ý cái súng này này. Ờ. Cái súng này này nó bán ở đâu nhỉ ông nhỉ? Tên. Ôi vãi nhạc giống 07. Này, become the beat này. Ốt, giấu cái này này. Giữ ra lửa lửa này. Vãi, giữ thử đây. Ui. Ấy, tactical skin vãi. Đâu rồi, nó đâu rồi? Cái gì đấy? Điện à? U, này. Ucha. Ucha. Nó đâu thử ông ơi. Ucha. Ôi nó giật kìa. Vãi, giật. Ucha. Đâu nó đâu. Đây rồi. Giật. Ô. Ơ, cái gì đấy? Sao tôi hết rồi? Ơ, tôi nổ rồi. À, nó chỉ có một khoảng thời gian thôi. Ờ. Cái này kiểu bị khè lửa. Ôi, đông 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 đông. Ờ. Rồi, rồi. Ui giời, headshot. À, bây giờ một thằng cái súng này vừa mua ở đâu nhỉ? Đấy, hình súng này hình gì? Cái gì đấy? Hold for K5. À, ôi, à đây đây, ôi súng xịn đúng không ơi? Đây đây, để tôi mua súng ở đây thử. Ôi súng súng này bắn liên tục này. Đây, tôi có súng này cơ. Đấy, ngon. Đúng rồi, có hình súng là à là đi 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 vào mới à, có bắn lấy tiền đúng rồi. Bắn ừ đúng rồi. À rồi. Cái này kiểu bỏ lâu bọn mình không chơi bọn mình. Chết chết với anh. Ở đâu? Zombie đâu? Ở đây. Ui, bắn ra trên luôn. Ơ sao ông lại nhân vật khác rồi? Ờ random à. Ô đông 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 cái này. Này. Ô cái gì đấy? Cái gì đấy? Open door. Ơ mắc sao 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 sao. Đâu 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 đâu. Ở chết bắn nó chết luôn. À thằng này. Ra đây. Mỗi thằng con cho nhanh không ạ? À hết. Ô cái gì đấy? Nghe, nghe, nghe. À. Mày. Ê hay đấy. Ông đứng... nghĩa là nhá. Đầu tiên là ông sẽ xài đạn ông bắn đằng sau. Tôi sẽ đứng trước tôi xài dao. Còn về sau ông hết đạn thì tôi lại đứng trước ông xài dao. Nhớ được không? Ok. Được đấy nhỉ. Rồi lại nạp về đạn đây đi tiếp. Mở cửa không ạ? Mở cửa đi tiếp không ạ? Hay là cho tôi mua súng này. Tôi chưa đủ tiền để mở cửa mãi. À đâu, thế tôi đủ chưa? Ông đủ 500 chưa? Ông đủ này. Đủ đây 5. Này ông mở đấy. Mở đi đấy ok. Cái gì đây? Đứng góc này chắc ăn. Ở kia nó. À đúng rồi. Đứng cạnh nhau cho chắc không ạ? Mày ghê quá. Em lạc nhau. Đứng kiểu hai thằng đố opposite ấy, kiểu đây, opposite. Ô đây lại đây này. Cơ hội để cày đi thôi, chết. Nó đứng ở trong này là ra. Ừ. Đấy. Thì ấy nhanh hơn. Đấy. Này, này, này. Sợ quá. Ở kia. Rồi, vào đây. Cần là đằng sau không? Ô đằng sau, đằng sau. Cái này cái nó gì khe, đâu? Nó khe, nó khe. Đâu, 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 đâu. Ui, hết xong ngay, chết ngay. Để tôi xem cái sách. Ôi bốn con. Đâu đâu không đâu. Bốn con. Để tôi. Ơ, bọn kia làm mất mẹ xanh. Có ấy kìa, okay, có lửa này. Hay là cái gì kìa. Đây, tôi mua xuống này. Đây, tôi lại về thành cái con Pucha. Pucha, Pucha. Đấy. Quất điện. Thế gì tôi ấy. Đây, để tôi ra cái. Ơ, nó đâu? Ơ, đâu, nó đâu? Đâu, ủa đây, nó đây. Đâu, nó đâu, nó đâu. Khe, khe cái gì, dãi. Khe, khe. Chả nhìn thấy con mẹ gì đâu ạ. Cái này khó nhìn vãi. Pick up giờ phun gì đây? Ô cái này cái lửa này cái lửa gì? Ô. Ô hết rồi. Hết rồi. À khẩu hình ngắm dễ hơn nhỉ, nhưng mà bắn không liên tục. Hai anh em súng giống nhau à? Ô cái này cái gì ông ơi? Máy giặt. À đâu quick revive sống. À, máu à? Ok ok. Ô cái gì đấy cái gì? Kinh vãi. Thôi đi, tiếp xem có cái gì. Ở đây ông ơi. Mồi ngon. Còn mà. Ui hai thằng. Chết chưa? Ui headshot, ui double headshot. Đây. Ui khe. Đây, tôi đây rồi. Này, ui, này, ui. Ủa đây đâu ơi. Cứ rào từ từ là sao? Ờ tôi 27 kill. Tôi giết ít vãi. Tôi giết có mỗi 11 thằng.
À, nó cứ khè khè ghét vãi. Cái này khó chơi vãi không ạ? Vâng, công nhận. Mà ít ra vũ khí này chơi cảm giác nó không bá như kiểu cái kia. Cái vũ khí ước gì có một cái sự can thiệp nào đấy từ đột kích. Chém mắt chết luôn. Chém mắt chết bạ luôn. Chịu ôi phóng tôm. Chịu. Bữa vãi. Nó khó nhỉ. Lại phải xem cái đoạn phim khó hiểu như thế này. Mình chơi ở thành phố mà tự nhiên nó cho mình cái ra trả liên quan đi đây. Hai thằng cũng ngồi ở trong rừng mà tí chơi ở cái thành phố đấy liên quan. Weapon kit kia là cái gì? Để vào xem. À không, cái này trong kia đâu có. Cái này súng này mà đem vào cái thành phố kia thì nhìn ôi có này. Không hợp lắm đúng không? Ô cái này là kiểu chỉnh súng thôi chứ còn đâu có à? Cái này là đấy, cái này không hiểu là cái gì. Kẹo cao su à? Chew until you die. Nhai đến khi chết. Ừ. Vãi. Chúng ta vẫn chưa đến được rank cái màn thứ 8 rồi. Tiếp tục chơi gì không? Cứ tiếp tục xem có khá hơn không? Khổ thế. Ít nhất anh em phải lên được. Nó loạn quá không ạ? Đúng rồi. Mà có chuột thì anh em khi qua 10 vây thật. Nó bựa vãi. Chơi này nếu mà headshot được nó mới nhanh chết. Mà headshot khó quá. Kiểu mình chỉ ngắm được vào khoảng cổ hoặc là bụng, ngực. Bắn chọ chĩa lên đầu thì nó tới mẹ rồi. Giờ nhắm chỗ hiểm. Zom nó không biết đau ở chỗ đấy đâu. Vãi. Nó không biết bắn, nó đau ở chỗ đấy thì bắn hết. Kiểu bắn nó không biết đau, kiểu bắn nó kiểu bị thối. Bắn vào mấy cái chỗ kiểu cơ thịt bắn nó vỡ ra thì nó không đi được nữa thôi, còn nó đâu, tôi nghĩ là nó đâu biết đau đâu. Đây bắn biết có rời tay ra. Ok. Ngon. Ông chưa. Vãi. Vãi, tôi sai áo. Ngon. Đâu ấy. Sơi. Nhảy. Ui giời nhảy. Vãi cháy tưng tưng kìa. Hà ngọ. Wow, lần này mình lại chơi thám tử. Ơi, quá đẹp. Lần này súng xịn, lần này skin đẹp là phải ngon hơn. Cố lên nhá. Ồ, có tiếng nữa rồi. Đâu. Bọn nó khè. Đây, nó trong này không ơi. Đâu. Ui, headshot. Chết. Ủa, chưa gì đã. À đây rồi. Ây, ui giời, chết luôn. Rồi. Má, kinh vãi. Có bọn nó đâu nhỉ? Đấy, kìa. Dám đánh. Mày dám ra đánh phụ nữ à? Bọn này không đàn ông gì cả, zombie không đàn ông tí nào. Chết, rồi. 50 survive này, mua súng. Ôi anh em hòa tiền luôn này. Rồi, súng xịn. Đâu, tôi mãi không mua được này. Gà vãi. Hơi Magic Man cái gì đấy? Không, nên tôi nghĩ là bắn hết đạn rồi hắn mua súng khác không ạ? Okay. Leo đây đó. Không được. Leo đây thì tránh bọn zombie ngay. Ủa, ở đâu ấy? Chết. Trong này không ạ? Đấy, ông cửa sổ. Rồi. Chết ngay. Cái này phải đi vòng quanh liên tục. Rồi, chết. Được rồi. Nghĩa là nãy là qua màn thứ nhất rồi. Chết. Rồi, ngon. Nicer. Đâu nữa? Đâu? Ôi, tôi bị cắn. Đấy, tôi. Rồi. Đông vãi. Ôi, đằng sau, chết. Bỏ ơi. Sao còn ở đâu nữa không? Cứ bắn hết đạn rồi mua súng mới cho đỡ phí, mất tiền. Không leo, leo lên dần chỗ này. Nó đâu? Chẳng lẽ phải cứ đứng ở trong mày cày ấy à? Không nằm được, nằm luôn. Đây, nằm đây, tôi nằm đây à. Xem tôi nằm đẹp không? Đâu, ông đâu? Ở đây. Ông đâu? Vãi, tôi nằm. Ê ôi, nhìn kinh quá. Này ông quay anh nhìn cái mặt này. Ôi nó đứng lên. Bấm bê đứng dậy. Có ai thành. Ôi đằng sau nó khe. Bắn đi, mỗi thằng bắn đi ông ơi. Lúc cần tiêu đạn này, đằng sau quý. Rồi đây. Để tôi. Thôi, tôi bắn thôi. Rồi để tôi. Đấy, rồi chỗ ông chết. Ôi đằng sau. Đâu. Đấy rồi tôi bắn luôn. Này. Yeah. Rồi hết đạn rồi, mua đạn rồi. High five. Ờ. Mua đạn rồi. Tôi chết đạn đâu, bắn kiểu gì ấy. Tôi cầy đạn rồi. Chết. Ôi. 150. Survive rồi. Survive. Mày màn màn này màn mấy ấy? Em vẫn màn mấy nhỉ? Chỉnh ở đâu ra? Không rõ, hình như mở cửa vào màn à.
Vãi, đây là chỉ số của mình với Huy. Ồ, lần này mình bắn nhiều hơn Huy. Headshot 2, ủi mẹ Huy headshot lắm vãi. Ấy, chuyên headshot, ơ xong nhảy được ô tô. Không để được, không nhảy được đâu. Bắn thử vào đây này, xem bắn được. Cái này mở cái gì không ạ, ký tự gì ấy. Bắn nát khóa được không? Ủa, này, ôi, ôi. Đằng sau, để rồi, tôi cover đằng sau. Tôi hết mạ súng, Láo. Tôi hết mạ đạn rồi, Huy, Huy. Cover me, để tôi mua súng cái. Ai, đông quay, đông quay. Đây. Này thì, này ừ, thì. Ôi, đằng sau, đằng sau. Này thì, đây, đây, để tôi mua súng, đây, đây, đây. Chết. Ui, chết ngay. Ơ sao tôi không mua được đạn? Đây 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 rồi. Đây rồi, đây rồi. Ui mắc ammo vãi. Đằng sau này rồi. Mày. Ôi khe khe, khe khe cái gì? Khe. Ui giời. Khe khe, ui chỉ nát đầu. Ôi, đất, ui. Chạy chạy về đây, chạy về đây ông ơi. Revive, revive. Nhanh nhanh ông ơi. Đấm. Rồi. Ôi nữa nữa nữa. Này, xong. Chặn để tôi ra tôi xem có chặn được không. Ôi kinh vãi. Cả giống mạnh ấy. Máu ông đang ít đi kìa. Bây giờ vào xem mấy cái này là cái gì. À quick revive. Còn mấy cái hộp cái thùng kẹo cao su là sao ta, tôi không hiểu. Không hiểu. Bựa vãi. Xem ngồi ngồi. Xem nếu mà ở đây hết không gian nữa thì mình phải mở cửa ông ạ. Ở đây. Ôi, đây lại đây nữa anh. Cây tiền ở đây, cây tiền. Ui nó càng ngày càng đông nhá ông ạ. Trời ơi tôi rồi, cần rồi. Chết rồi này. Ok được rồi. Yên tâm tôi có. Ui vai đây rồi, ôi. Này, này, này. Chết. Ngu. 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 Chết mà ăn chưa. Ôi, đâu, đâu, đâu. Ui, đâu, đâu, đâu. Ui, oh my. Theo tôi ý, mở cửa là mở cửa là để mình thoát ra ngoài không ạ. Chứ không phải là. Đúng không, đúng không. Ui, tôi chết rồi. Ôi, 5 round. Cần tiến bộ, tiến bộ. 5 round, vãi. Ok, và sau một cái khoảng thời gian gọi là rất là struggle, kiểu vật vã với cái chế độ này, chúng mình quyết định là chuyển thử cái chế độ màn hình, nghĩa là đầu tiên là nó sẽ tách ra hai bên ngang là trái với phải. Bây giờ mình đã chỉnh qua nó thêm là trên dưới thì chắc là mình là ở trên còn Huy là ở dưới. Bây giờ chúng mình sẽ thử chơi lại xem có khá khẩm hơn không. Trên vì dưới nó có vẻ chơi gây hiểu nhầm. Gây hiểu không? Mình đã nhìn ở trên, mình đã không nhìn được Huy ở dưới. Bây giờ hy vọng là các bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ nhìn hai anh đục chơi nhau. Không sẵn sàng kìa. Rồi. Let's go. Vào. Thi headshot zombie. Thi headshot. Một rồi. Hay là ván này rush nhanh nhỉ? Mở cửa nhanh nhỉ? Thì đấy tôi bảo là chơi rush. Ý không kiểu là mở cửa là để mình thoát ra khỏi đấy. Chứ càng ngày tôi nghĩ càng ngày càng đông. Càng đông. Nghe không? Nó người ta cũng phải tính rồi, kiểu làm sao có chuyện đứng trong đấy cày tiền mãi được đúng không? Nó phải cho càng ra càng đông cho mình phải cút ra ngoài. Đúng. Cho mình cút ra ngoài kiểu đấy. Bao giờ đủ level lại quay lại mà. Ở đâu hình như hết level là kiểu ở đấy đúng rồi. Nếu mà kiểu nếu mà nó cứ ra theo bình quân được kiểu có mỗi chục con bắn tí hết mẹ thì mình cứ đứng đấy mình cày một đống. Có lên level cao sọc dao chết luôn nhỉ. Đây. Nhìn có vẻ hơi khác nhờ. Rồi. Ồ này dễ nhìn được. Tôi là gì đây? Tôi là con gì đây? Tôi. Ủa mà ai lại là con gái? Trời. Cần nhìn này chơi nhìn dễ nhìn hơn đúng không? Cái góc nhìn nó rộng hơn. Nhưng mà chưa chóng mặt vãi không ạ? Ôi, đây rồi, đây. Vào đây không em? Đâu, đâu, đâu. Vào đây cây tiền. Ồ đúng rồi, nhìn dễ hơn không ạ? First. Mặt first. Mà cây đạn nó chắc sau mỗi lần bắn. Đúng rồi, tôi cũng có cái sờ tay đấy mà đấy. Cái sờ tay mà khiến rất nhiều người khó chịu. Cái gì đấy? Có cửa ở đâu đấy? Ờ, tiếng tiếng gì đấy? Đập gì đấy? Kìa, nó kìa. Xem từ xa. Ui, chết luôn. Nằm luôn. Bọn nó chui đây ra. Đây. Đâu mày? Đây rồi. Đâu? Con này giống Harley Quinn vậy. Mình là trên Huy ở dưới. Ở đây, để đây. Đây, ui. Anh. Hết bố rồi, ông còn này. mua súng luôn. Rồi, súng xịn. Ô, mình hiện cái gì bên góc trái nhỉ? À, cái beast mode đúng không? Đi. Quái vật. Đây là coming kìa. Đây, cửa này. Tuy nhiên. Nào, vào đây. Rồi. Đây, ông cứ đứng là ngay, tôi đứng canh là ngay vậy. Nhưng mà bọn này cái chủ yếu không biết nó đứng ở đâu nhỉ? Ở hầu ích để review barrier này. Đấy, à, dựng lại xây lại được mà. Tôi xây nãy rồi. Chết. Ui, vò đầu.
Vãi cái đầu rồi nhìn như đây rồi, đây rồi. Để tôi xây, để tôi xây lại, anh cứ ấy. Đây là farm lính đúng không ạ? Ờ. Rồi ông đâu? Có chế. Này. Cảm giác nghe tiếng headshot nghe đã. Mày dưng sáng. Ô, cái này cái gì đấy? Bom. Ôi, đông quá, đông quá, đông quá. Ê, cứ cửa. Đấy. Nghe không? Ui, tôi được cái gì? Mắc ammo ngon. Ăn cả hai đều ăn được này. Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây, tao chạy. Thối mà ông đâu, chết chưa? Chết ui, ui giời. Ui giời. Đây để tôi xây. Này. Ông cái này để tôi xây. Đây. Ôi được cộng tiền không ạ? Xây được cộng tiền vãi. Đông không? Đông không? Bình thường rồi, hết đồ rồi. 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 Bắn bung đầu. Yeah. Ok, chết mẹ. Headshot. Survive tiếp này. Mua đạn. Rồi. Ok. Súng này bắn sướng hơn cái súng ơ sao tôi nhảy lên. Anh Điền vẫn chưa quen nút. Rồi. Cái này em có một lại, khẩu súng thật này. Ông, đấy để tôi xây ông cứ bắn đi. Okay. Này chơi an toàn không ạ? Ừ. Có khi vừa có khi nào bắn phá vừa bắn vừa phá luôn. Vừa bắn vừa phá. Ôi, đông hơn rồi, đông hơn rồi. Nó đâu nhỉ? Đây. Đây để tôi xây lại. Ô nó có cái ông ấy. Trời. Này ra đây. Ô ông còn chết rồi kìa. Ô là tội. Ôi. Ô vãi. Bốn. Vẫn là bốn ra. Mày mày xây. Mày. Còn tiếp nữa ông không? Hay là không thì hai cái gì nhỉ? Không thì chuyển. Chuyển là sao? Chuyển chế độ à hay là gì? Chuyển chế độ à? Chuyển chế độ có map khác không? Không, không có map khác. Thôi thì cứ mấy rồi nhỉ? Hai đoạn đúng không? Hả? Hai đoạn, có đoạn bao phút rồi? Đoạn này như chưa đến 10 phút, thế khoảng nửa tiếng rồi. Nửa tiếng à? Thời gian tiêu chuẩn chưa? Thế được. Thế chờ đoạn này qua. Xong bằng kết thúc. Má chơi chán. Không phải kiểu khó quá. Khó. Ok, vậy thì chúng mình nghĩ là chúng mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Má chơi khó vãi, mình thề luôn. Toàn kiểu chơi kiểu nó chia màn hình ra, kiểu thêm một cái màn hình để tương tác nữa nên là FPS nó khá là thấp. Mà các bạn biết cái tựa game này nó nặng vãi cả nồi. Thì chúng mình nghĩ là sẽ kết thúc cái video tại đây và xong cái chế độ zombie này. Chơi được là kỷ lục là 5 round. Đấy là 5 round. Thì để xem là những bạn ở đây có bạn nào cũng chơi zombie giống bọn mình không thì hãy cho mình biết cái kết quả của bạn, các bạn chơi được bao nhiêu round ở bên bằng cách là comment bên dưới. Thì mình nghĩ là chúng mình sẽ quay trở lại với cái chế độ Nightmare. Còn một cái chế độ là chế độ Nightmare nữa, chắc là cũng chơi được cái split screen chia màn hình ngay. Thì hy vọng là một hôm nào Huy sẽ rảnh và lại qua đây chơi. Thì các bạn hãy trông chờ cái ngày đấy. Nếu mà các bạn muốn, các bạn hãy comment bên dưới. Còn mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái tập này tại đây. Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian theo dõi và mình sẽ gặp lại các bạn ở những cái clip game tiếp theo. Nhớ ủng hộ Huy có channel cho ta. Rồi, ok. Okay. Sắp ra, ok, bye bye, cầm tay cầm, bye bye. Yo.